Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay cơ sở khuôn Triệu Tiên sẽ làm cái video chia sẻ lại cái cách pha sơn cũng như là sơn cái bộ chậu mà dạng giả đá đỏ này. Đấy, đây là cái lục giác 40 này, trên là lục giác 31 này. Còn đây là cái bát giác đường kính rộng 60. Đây là tròn 50. Và ngoài kia nữa là cái bát giác 75. Như vậy để sơn là cái màu như này thì đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị sơn này. Đây nó sẽ có 5 hộp sơn. 5 hộp sơn ta mới đủ sơn giả đá và giả đồng nhá. Đầu tiên là quan trọng nhất là cái hộp sơn màu đỏ này. Đó, sơn màu đỏ, sơn Beauty. Mã là 24146 này. Hộp này là hộp 1 lít này. Thể tích thực là 1 lít. 1 lít nhà nặng đến cân rưỡi nhá. Rất là dôi. Đấy, sơn màu đỏ này, màu này màu chủ đạo nhá. Màu này ta để nguyên nhá. Cái màu đỏ này để nguyên làm nền luôn này, chứ không cần phải pha. Đấy, như vậy là xong màu đỏ thì ở đây. Tiếp theo sau khi sơn màu đỏ xong nhá, thì các bác sẽ sơn hạt trắng lên, phun hạt trắng. Đó, hạt trắng thì ta sẽ chuẩn bị cái hộp màu trắng này. Cũng là sơn Beauty ngoại thất. Rồi, hộp trắng, hai hộp. Và một hộp không thể thiếu nữa là màu đen. Sau khi phun hạt trắng thì ta sẽ phun hạt đen lên là 3 hộp. Thế còn ở cái phần giữa này thì ta sơn giả đồng thì là ở những video trước chúng ta cũng đã được xem rồi. Phần đồng đậm này chính là cái nhũ vàng pha với phe đen. Thế còn cái phần cây đánh sáng lên ta dùng cái nhũ vàng nguyên chất ta đánh sáng lên thôi. Đó, đây là nhũ vàng đây. Này, nhũ vàng ATM là hộp 1 lít. Đây, loại này sơn rất là tốt nhé. Đấy, nguyên chất của nó thì có màu vàng như này, người gọi nhũ vàng. Rồi, sơn nhũ vàng này. Và cuối cùng không thể thiếu được đó là cái hộp keo bóng nước này. Keo bóng nước này rất nhiều hãng dùng được nhé. Có ATM này, Motokiều này. Tuy nhiên là cái hãng ATM này nó có một cái ưu điểm, đó là cái độ đậm đặc nó cao. Rồi thì khắc phục được cái nhược điểm là không bị bóng nước khi trời mưa nhé. Đặc biệt keo bóng này ta sơn lên, phủ bóng lên và đảm bảo là trời mưa nó sẽ không bị là bóng nước. Như vậy tất cả là 5 hộp. Rồi, 5 hộp là đỏ, là trắng, đen, nhũ vàng và keo bóng. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ sơn cái chậu tròn 60 này. Đây, chiếc chậu tròn 60 như ABS. Hiện tại thì cái khuôn tròn 60 này nó chưa có khuôn chân nhá, mới có khuôn chậu đâu. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu sơn. Đầu tiên là các bác sẽ sơn hai lượt màu đỏ này nguyên này. Sau khi sơn hai lớp màu đỏ lên toàn bộ chậu này, chúng ta sẽ bắn hạt trắng lên. Bắn ngoài viền là còn phần ô khung tranh này chúng ta sẽ để nguyên lại, lát nữa ta sẽ giả đồng trong khung đấy.
Hiện tại là mới phun được lớp hạt trắng lên, thì cơn sắp đến rồi đây. Cơn nó kéo đến rồi. Đã có một vài hạt mưa rồi. Video xin phép tạm dừng đây. Đợi hôm sau, sau khi trời nắng lên thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bộ sơn loại giả đá đỏ này. Sau khi sơn nền đỏ, ta phun hạt trắng lên. Bây giờ tiếp tục sẽ là phun hạt đen lên nhé. Này, hạt đen chính là cái ve ATM đen đây. Cho một tí nước cho nó loãng ra, phun nó dễ. Đây, chỉ cần ít này thôi. Hạt này chắc không tốn bao nhiêu. Chỉnh súng cho nó ra chế độ hạt. Đó. Hạt đen này cũng không nên là phun quá nhiều, ta chỉ phun điểm điểm một chút thôi. Ok, về sao? Tiếp theo là chúng ta sẽ phun cái hạt nhũ vàng lên. Nếu như mà sơn giả đá đỏ ruby này, nếu mà không có cái hạt này lên thì nó sẽ không thể đẹp được. Chúng ta sẽ cho cái sơn nhũ vàng. Loại tốt nhất là dùng loại ATM này, thì nó có ánh kim này, dùng sơn này nó mới đẹp được. Ta pha một tí nước vào. Tất cả các loại sơn mà cho vào máy phun người ta phải lọc. Hơi khó chỉnh. Rồi, ok. Đây là phun hạt à. Hạt nhũ vàng.
Rồi ok đấy, bây giờ quay kỹ này, quay gần lại thấy này. À, lớp đỏ gần như là bị che đi rồi nhá. Bây giờ còn là hạt trắng này, hạt đen này, hạt vàng này. Đấy, một lát nữa thì hoàn thiện sơn phủ bóng lên thì nó sẽ ra đá gan đi tiêu đỏ ruby. Rồi ok, bây giờ quay sang sơn tiếp mấy cái chậu con này nhá. Sẵn rồi. Ok. Ở cái phần khung hoa văn nhá. Hoa văn này là ta sẽ sơn đồng, sơn nhũ đồng đây. Cái phần này là nó gọi là màu đồng cổ này, màu đồng cổ thực ra nó là cái nhũ vàng ATM này. Ta pha thêm khoảng 30% cái ve đen vào cái hộp mà giới thiệu đầu video đấy, để pha vào nó thành đồng cổ này, thì ta sẽ sơn cái khung nền. Để sơn cái khung nền này cho chuẩn đấy thì ta dùng hai loại chổi nhá. Loại chổi nhỏ này thì chúng ta sẽ vẽ cái viền này. Đấy, bác nào có những cách sơn hay có những màu sơn khác mà nhìn nó hay hay hoặc là độc đáo hơn hoặc là lạ mắt một chút thì các bác vui lòng chia sẻ để anh em trong nghề chúng ta cùng nhau biết nhé. Đấy, hiện tại ở kênh YouTube ở cơ sở Khuôn Diệu Tiên thì đã chia sẻ cũng khá nhiều video về cách làm cũng như cách sơn rồi. Nếu như mà ai mà chưa xem được thì đăng ký theo dõi kênh, đó là xem lại ở những cái video trước ấy. Có rất nhiều cái video mà cũng chia sẻ cách sơn rồi cách pha rồi cách chỉnh súng sơn sao để phun ra hạt đấy, thì nếu mà xem bình thường thì chúng ta sẽ không thấy đâu. Nếu mà đăng ký là thành viên của kênh rồi, đăng ký theo cái kênh thì chúng ta sẽ thấy được rất nhiều video hơn nữa. Bộ tròn 60 này sơn lên thì thấy hoa văn nó rất là nổi luôn này. Một lát nữa đánh sáng cái phần đồng này lên thì thấy nổi hơn nữa ấy. Thì sau khi cái lớp đồng cổ này nó khô đi này, ta chạm tay vào nó, đây vẫn chưa khô lắm nhé, đợi nó khô hẳn đi thì ta sẽ sử dụng cái nhũ vàng này quệt lên cái miếng múc được đâu, chứ không phải lấy cái chổi vẽ từng cánh một nó rất là lâu. Nó chấm lên thì chấm thì cũng chấm nhẹ nhàng thôi, không chấm mạnh quá là nó sẽ chạm xuống cả phần nền thì nó sẽ không đẹp. Đánh đâu nó sáng ấy luôn. Đấy, như này ok, một lát nữa khô thì sẽ quét một lớp phủ bóng, keo bóng bên ngoài để nó bảo vệ và nó làm tăng cái vẻ đẹp của cái chậu lên. Đấy, chỗ nào mà chưa cảm hay chưa đủ sáng thì ta đánh thêm
một lượt nữa cho nó sáng hẳn lên cho đẹp. Rồi, thế là ok đấy. Đấy, như vậy là video về cách mà sơn giả đá ruby. Đây, thì xin phép tạm dừng đây. Một lát nữa thì nó khô đi thì sẽ quen lớp bóng nữa đâu. Thế các bác phải xem lại thành phẩm một lượt nữa là những cái bộ đã sơn xong rồi. Còn nếu như bác nào còn có cái chỗ nào nó chưa rõ thì có thể là để lại phần bình luận ở dưới cái video này. Cơ sở Khuôn Triệu Tiên sẽ giải đáp cho tất cả các bác.